Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì công ty Cờ Bạc Bịp sẽ làm một cái video để giới thiệu để các bạn cái sản phẩm là kính áp tròng trên bài. Hôm nay thì mình cập nhật cái kính mới nhất hiện nay, đó là kính Mỹ 12D. Thì đây là cái hộp sản phẩm kính Mỹ 12D các bạn này. Ưu điểm của kính Mỹ 12D này là đeo êm mắt này, không đau mắt, không cộn mắt và đeo thời gian cực là lâu luôn, lên đến 8-9 tiếng luôn liên tục. Và cái thời gian sử dụng của kính này được khoảng trong vòng tầm 3 năm anh em nhé. Thì đấy là cái ưu điểm là lớn nhất của nó, là thứ nhất là nó đã thiết kế lại và sử dụng những cái vật liệu đặc biệt nhất giúp khi đeo vào mắt là êm nhất. Đấy, thế đây là bên trong cái cấu tạo cái kính này. Thì nó sẽ có hai hộp thủy tinh đựng mắt đen. Đấy, mỗi bên một mắt. Và cái bộ dụng cụ để mà đeo kính. Đây. Đây có bao gồm cái cây, cái lọ vàng này để anh em đem đi xa này. Và cái cây gắp kính và cây đeo này. Đấy, cây đeo kính này. Có cả gương cho anh em đeo này. Nó rất dễ sử dụng luôn. Thì bên cửa hàng mình có hai cửa hàng. Một là Hà Nội, hai là Sài Gòn. Anh em có thể qua trực tiếp cửa hàng. Hoặc mình có thể gửi đường bưu điện, đường xe về cho anh em. Thì về cái cấu tạo của kính này thì đây, mình sẽ cho anh em xem cái bên trong cái kính mắt tròng này nha. Đấy, đây là cái lọ nước bảo quản của nó đây. Khi anh em chơi anh em rửa qua bằng nước lọc thì là ok. Thì anh em lưu ý tôi này, khi anh em sử dụng anh em sử dụng lấy kính ra dùng tăm bông nhá. Tăm bông máy ta thì nó sẽ đảm bảo là cái kính nó sẽ không bị xước kính. Đấy. Đây anh em có thể nhìn qua này, kính này. Đây là cái cây đeo. Cách sử dụng rất là dễ dàng thôi. Đó, anh em cho lên cái cây đeo này. Đấy. Đây. Và anh em áp thẳng mắt. Nó rất là mỏng, siêu mỏng. Và có nhiều anh em đặt câu hỏi là cái khi mà cái màu tím này ấy, thì nó sẽ khi vào mắt thì người đối diện có nhìn thấy không? Mình khẳng định luôn này, không thể nhìn thấy nhá. Khi mình đeo vào là mắt như mắt bình thường luôn. Đấy. Và khi sử dụng cái kính này thì anh em cần cho mình những bộ bài. Đấy, phải bài thì phải bên mình cung cấp, bên mình cung cấp những bài mẫu, tất cả những loại mẫu bài. Bài nước ngoài. Đấy, hay là bài Việt Nam hay phổ thông hay sử dụng những bài rồng xanh này, rồng đỏ, rồng vàng. Bài Double K 2001 như này này. Đấy. Bài kim cương, có rất nhiều chốt địa phương nha, mình chơi mẫu bài gì thì cứ bảo mình. Thì bên cạnh cái mẫu kính Mỹ 12D này thì bên nhà mình còn phân phối những cái kính Nhật và kính Hàn. Đây thả như cái đây là một cái kính Hàn Quốc này, kính Mỹ 10D này, cái kính Nhật này. Đấy, đây là cái mẫu kính Nhật anh em có thể xem qua. Và đây là cái kính Mỹ hộp gỗ. Đây là một cái loại kính cũng rất là dễ đeo. Đấy, thì anh em tùy theo nhu cầu của anh em và cũng tùy tầm túi tiền thì anh em có thể mua cho mình cái mẫu kính phù hợp với anh em. Ở đây khi chơi thì để chơi thì khi bài thì nhìn bài nó sẽ như thế nào để mình sẽ cho thử anh em. Sau đó mình sẽ đeo cái kính thử vào nhá. Đấy, mình sẽ để vào đây. Đây là cái lá mẫu bài rồng vàng. Đây mình sẽ đeo cái kính thử vào mắt camera để anh em nhìn xem độ rõ nét như nào nha. Tất nhiên đấy là khi anh em đeo cái kính thực tế, cái kính mà trong cái hộp này thì nó sẽ rõ gấp 10 lần luôn khi anh em đeo kính thử nhá. Đây mình sẽ đeo thử này, nhìn vào này rất rõ nét này. Đấy. Anh em nhìn đeo. Đấy, rất là rõ ràng luôn. Đây còn thiếu con 3 với con 2 này, mình lấy nó thêm vào này. Con át đây, đây em nhìn đeo. Khi chơi bài mà nhìn như bài ngửa này là rất là dễ chơi này. Đấy, cái con 10 là cái dấu cộng nha, con 9 là cái móc chìa khóa. Đấy, anh em nhìn qua. Đấy, chơi bài mà chơi như bài ngửa này anh em có thể chiến thắng 100% rồi. Đấy, không có gì khó cả. Khi đánh bài mà anh em nhìn thấy bài ngửa này rất là dễ chơi rồi. Đấy, đây cho anh em nhìn lại lần nữa này. Đấy. Đây mình chỉ là đeo kính thử qua mắt camera nha, còn
nếu anh em sử dụng trực tiếp cái kính ở trong cái hộp này thì là nhìn rõ gấp 10 lần luôn, mà nét êm luôn, rất là rõ ràng luôn. Và cái này đặc điểm nó nhìn thấy cả chất đấy, kép này, bích rô là có thể phân biệt được. Thì mình có hai cửa hàng đấy, một là Hà Nội, hai là ở Sài Gòn, thì anh em có thể gần đâu qua đó nhé. Rồi cảm ơn anh em xem video. Video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn anh em về cái máy đánh bài bi. Anh em xem đấy là cái sản phẩm công nghệ cao cấp quét mã vạch nhé. Chào toàn thể anh em, nay tổng kho cổng bảo bịp làm một cái video để giới thiệu đến anh em cái dòng máy đánh bài bịp giúp anh em đi chơi cái dịp Tết năm nay. Thì đầu tiên mình giới thiệu đến anh em cái dòng máy bài giá rẻ, thì không phải anh em nào cũng có điều kiện kinh tế để mua cho mình cái dòng máy này cao cấp. Thì đây, đây là một cái dòng máy bài giá rẻ ngụy trai trên một chiếc Samsung anh em nhé. Đấy, và con máy bài có tên là VB600. Thì khi anh em mua hàng với con máy bài giá rẻ này chỉ vài triệu thôi. Đấy, còn biết bao nhiêu triệu thì anh em cứ alo cho mình cái số này. Đấy, mình sẽ không tiện nói giá ở đây, 0984 80 49. Mình hiện tại lý lớn có hai cửa hàng, một ở bến xe miền Đông Sài Gòn, hai ở bến xe Mỹ Đình Hà Nội. Thì đây, chỉ với vài triệu anh em có thể trang bị cho mình một con máy VB600 này, một tai nghe siêu nhỏ này. Đây anh em có thể xem qua cái tai nghe của nó này. Cái tai nghe này có nhiệm vụ là nó thông báo với máy, thông báo với tai nghe là mình xem điểm mình bao nhiêu. Đấy, và một cây bài như này đấy, 10 bộ bài. Thì anh em có một cái sản phẩm anh em chơi biệt cái gì tiếp này về môn bài lá rồi. Thì với cái máy này thì không phải là nó rẻ mà nó đánh kém anh em nhá. Thế tí nữa mình sẽ đánh thử cho anh em cái tốc độ báo bài của nó là như thế nào, nó rất là đẳng cấp đấy. Thì bên cạnh cái mẫu cánh bài giá rẻ thì bên mình còn phân phối những dòng máy bài tầm trung và dòng máy bài cao cấp mình mới giới thiệu với các bạn. Đây là một con máy đánh bài của hãng CVK. Đây là một con máy đánh bài CVK 360 được ngụy trang trên một chiếc Samsung hiện đại nhất hiện nay. Đó, anh em nhìn qua này. Bên cạnh đó là một con máy đánh bài CVK 400 được ngụy trang trên nền của một chiếc iPhone X. Đó, thì tất cả những mẫu đánh bài của hãng CVK đều ngụy trang trên smartphone dòng cao cấp. Thì bên cạnh đó thì còn mẫu đánh bài CVK 600. Đây là một cái mẫu bài khá nổi tiếng và tầm quét rộng, báo bài siêu nhanh, hỗ trợ 12 camera. Đấy, nhưng mà năm nay thì nó mới ra một cái dòng máy bài của năm nay, năm là một chiếc máy bài CVK 680 đỉnh cao công nghệ luôn, hỗ trợ 12 camera và đặc biệt cái phần mềm báo bài nó hỗ trợ cực lớn luôn, nó giúp báo bài siêu nhanh. Thì như anh em tôi vừa nói ban đầu tí nữa thì anh em sẽ chờ để tôi test luôn cái máy bài giá rẻ tốc độ báo bài như nào nha anh em nhá. Đấy, thì để giới thiệu qua về thêm một số cái dòng máy. Đây, CVK 900 được ngụy trang trên một chiếc iPhone X Pro. Đó, anh em có thể nhìn qua rất đẹp. Tất cả những cái máy ngụy trang này nó rất là đẹp. Nếu người bình thường không thể phát hiện được, bởi vì nó cũng có tất cả những ứng dụng như nghe gọi, nhắn tin, Zalo, Facebook là bực bình thường anh em nhá. Đây, màu đen, màu trắng đủ hết cho anh em lựa chọn. Những cái mẫu bài khác nữa là đây, một chiếc máy đánh bài ngụy trang trên một chiếc iPhone 8 và đặc biệt có một chiếc nữa là cũng là CVK 900 được ngụy trang trên một chiếc nền điện thoại iPhone 11. Đây, anh em phải nhìn qua này, rất là đẹp. Đấy, 3 camera, nghe gọi, nhắn tin, chụp ảnh bình thường. Một chiếc điện thoại iPhone 7 nhưng mà vẫn có chế độ báo bài bịp đẳng cấp luôn. Đấy, thì trong quá trình khi anh em chơi á thì có thể anh em sẽ không để được những máy đánh bài trước mặt, bởi vì nhiều sân sới nó cũng nghi rồi đấy, hay là họ cũng kinh nhé, thì anh em có thể ngụy trang trên một chiếc máy nửa như này đấy, hoặc đồng hồ. Đấy, đây đồng hồ mình đeo, mình quét bài, móc chìa khóa ô tô xe máy đây, móc chìa khóa cũng nào quét bài, và các anh em đi chơi anh em đặt cái móc chìa khóa ra như này, sau quét là bài là sẽ báo với tai nghe máy chủ, chính là cái máy điện thoại như này. Đấy là máy chủ, nó sẽ phân tích và nó báo tai nghe. Bót quét áo vạch, đặt tiền và đặt trước mặt và quét áo vạch. Đấy, không thể phát hiện được luôn. Điện thoại Nokia cùi bắp, quét áo vạch. Thì anh em nhìn cho tôi một điều này, đi để chơi môn này anh em cần những bộ sản phẩm gì, đó là bài. Tất cả anh em phải cần những bộ bài bên nhà tôi phân phối, và tai nghe siêu nhỏ, một cái bộ tai nghe siêu nhỏ như này
bằng hạt đậu luôn, rất là nhỏ, anh em đeo vào trong tay. Để không làm mất thời gian của anh em, tôi sẽ như đã hứa, tôi sẽ đánh cho anh em trên tốc độ của bài của con máy bài giá rẻ nhá. Anh em alo số này nha, Zalo, Facebook nhá. Đây, thì với cái máy bài giá rẻ này chỉ vài triệu, nhưng mà anh em có thể chơi được tất cả các môn bài ở Việt Nam. Nhưng ngoài Bắc có thể chơi ba cây liêng sản phẩm, nhưng tôi sẽ đánh cho một cái môn bài là môn liêng đi. À, môn liêng tôi để chế độ là báo một nhà lớn nhất. Em đặt vào trước mặt như này. Đấy. Và anh em luôn cho tôi cái bộ bài này vào. Anh em đặt này, sẽ báo. Bốn nhà chơi. Máy báo 1 chắc chắn là nhà số 1 sẽ là nhà lớn nhất, tôi khẳng định luôn. Môn liêng. Đây, nhà số 1 đây, 7. Đây các bạn có thể nhìn luôn thấy những nhà này không thể qua được luôn. Đấy, báo rất cực nhanh luôn, rẻ nhưng không phải là ấy nha, rẻ nhưng mà đánh cực hiệu quả luôn. Chuẩn xác hiệu quả tao. Trong cái trò chơi là tăng giảm số người chơi ở cái nút tăng giảm lượng này. Đấy, mình tăng giảm bao nhiêu thì người mình có thể tăng tùy ý. Tôi sẽ chuyển sang một cái môn khác vì không có thời gian nhiều để quay video. Anh em xem dài cũng không hay, nên tôi sẽ đánh một ván thôi. Bây giờ tôi trở về cái môn một cái môn cực phổ biến ở trong miền Nam, nó môn bài cào. Thì trong khi đánh anh em sẽ tắt cái màn hình đi nhá. Đấy. Bài cào này, tao có trước mặt nó đây là máy báo này. Đấy. Máy báo 3 là cứ thế mà biết là nhà số 3 rồi, biết rồi. Đặt ra này. 2. Tôi chia ra luôn này. Bài cào, máy này đánh là cả binh Ấn Độ, binh sập sám. Đó, đánh ok luôn. Đây, nhà số 2 đây. Em hãy nhìn xem này, rất là cao, điểm rất là cao, cao nhất luôn nhá. Điểm đấy là điểm cao nhất đây môn bài cào miền Nam. Đấy. Thích. Đây là tôi test thử một con máy bài giá rẻ và một con máy bài cao cấp. Thì nó sẽ khác nhau như nào, nó khác thì cũng khác cũng khá là nhiều vì cái thời lượng pin và cái tốc độ về tầm quét. Đấy, nhưng mà để mà về vài triệu mà anh em có thể trang bị cho mình một cái con máy bài này. Đấy, một tai nghe này và được khoảng một cây bài như này thì cũng rất đơn giản này, để một cái đồ để mà bịp xếp. Đấy, kiếm vài đồng chơi. Thì đây, tiếp theo thì tôi đánh thử luôn cho anh em một vài ván của con máy bài đặc cấp đỉnh cao CVK 680. Con này thì ngụy trang trên nền một chiếc iPhone 8, thấy rất là đẹp, làm 100% luôn, là giống 100% luôn nhá. Và đánh con liêng đi, đánh con bài liêng đi. Sẽ để là bốn người chơi và báo tất cả các nhà luôn cho nó dễ. Máy này thì đặt ra là báo đặt báo thẳng tay luôn. Đấy, đấy. Có rất nhiều chế độ báo. Đấy. Rất là nhanh. Anh em có thể chuyển sang cái chế độ đó là cái chế độ báo một nhà lớn nhất thôi hoặc hai nhà lớn nhất. Đấy, tôi sẽ chuyển sang chế độ là báo một nhà lớn nhất cho nó dễ đi. Đấy. Và gộp địa hình gộp về vẫn báo bình thường, như tôi trả cho đặt cái bộ bài lên này nên tầm cao này vẫn báo bình thường. Đấy. Đây tôi chuyển sang chế độ loa ngoài nhá. Hôm nay là chuyển về chế độ tai nghe rồi. Mặc định khi các bạn chuyển môn chơi hoặc là chuyển cách thức tới nó sẽ kết nối với cái tai nghe luôn. Đấy. Máy báo 4. Đấy, khi mà các bạn chuyển môn chơi hay bất kỳ thì nó sẽ mặc định kết nối với tai nghe cho các bạn, không sợ là nó sẽ báo video như này. Đấy. Máy báo 4 đây các bạn này, 1, 2, 3, 4, nhà số 4 là 9 này. Đây, các bạn có thể nhìn qua. Báo chuẩn xác 100% rồi, không có chuyện sai được. Riêng với cái máy bài CVK 680 này. Đấy, anh em có nhu cầu về tốc độ báo bài, những đi chơi những sòng lớn, anh em phải mua cái máy bài CVK 680 này. Thì bên mình lại đi lớn, cái kinh nghiệm bán hàng nó rất là nhiều năm rồi. Hàng hóa nhập trực tiếp từ nhà sản xuất chứ không qua bất kỳ trung gian nào cả. Về phần bảo hành, bên mình sẽ bảo hành tất cả sản phẩm trong 1 năm. Anh em mua hàng qua cửa hàng bến xe miền Đông Hà Nội và bến xe miền Đông Sài Gòn. Đấy, cảm ơn anh em xem video. Xin chào toàn thể anh em. Hôm nay tổng kho cờ bịp làm cái video để giới thiệu đến anh em cái sản phẩm là bài lỗi công ty để giúp anh em đi chơi bài nhìn bài úp và như ảnh của họ. Đấy, thì mình sẽ giới thiệu với anh em cái sản phẩm là mấy vài loại bài lỗi số này, tam giác, ô vuông, móc câu.
và bài caro. Thì đầu tiên thì mình giới thiệu với các bạn cái sản phẩm là bài lỗi số đi. Đây. Thì khi anh em sử dụng cái bài lỗi công ty này thì anh em có thể đọc được bài là khi quân bài úp. Đấy. Cái sản phẩm này thì bài lỗi này được nhà máy làm từ trong trứng rồi, lỗi từ trong trứng rồi. Thế là rất là dễ nhìn luôn. Đây, chẳng hạn như tôi cháo một bộ bài đi thôi, đọc ngẫu nhiên cho anh em xem. Đây. Đây chẳng hạn như con này là con 10 này, tôi đặt. Đấy. Con này con 6 này. Đấy. Đấy, con này là con 7 này. Đấy. Con này là con 8 này. Đấy, rất là dễ nhìn luôn. Ở đây con 10 tiếp này. Con này con 5 này. Đấy, thì cách nhìn như nào thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em này. Đây đây. Ở trên đây gọi bài lỗi số, thì ở phần trên cái góc, cái góc này nó có một cái số dạng như con gì này. Đây anh em nhìn đây. Đấy. Tôi sẽ đánh dấu luôn vào đây này. Đó. Như con này. Anh em nhìn này, như con này con át này. Nó giống. Đó, anh em nhìn đi. Con này là con 2. Nó dạng như dấu hỏi. Đây. Con át này. Con quy này. Đấy. Con này con 3 này, như con này con 3 này. Anh em nhìn thấy rõ chưa? Đó, rất là dễ chơi. Và con này như con này con 4 này. Đấy, khi em chơi bằng các môn bài, em nhìn thấy bài này rất là dễ chơi và ok luôn nhá. Đấy, rất là dễ nhìn thôi. Thế với cái sản phẩm này chỉ bán vài trăm nghìn một cây bài thôi nhá. Đấy, bán thì bán theo cây. Đấy, tiếp theo thì là cái sản phẩm là bài lỗi tam giác. Đây. Đấy, rất nhiều loại lỗi nha anh em nhá. Tôi sẽ bóc thử hướng dẫn cho anh em này. Cách nhận biết. Đây là cái bài lỗi tam giác này. Với cái sản phẩm này nó có thể nhìn được cả chất luôn nhé. Ở đây tôi sẽ nhìn được từ con 1 đây này. Con 1 này. Đây con 1 nhìn mình nào. Ở trên cái phần tam giác nó khuyết trắng một cái này là con 1. Nó tiến lên dần như thế, đây con 1 này. Con 2 thì nó là khuyết trắng trắng bên bên này, bên cạnh là con 2. Đấy, nó tiến dần lên như thế. Đây, tiếp theo là con 3. Em nhìn thấy chưa? Và cách nhìn trước của nó đây, chẳng hạn như đây. Đánh ở trên này là con trên trắng ở trên này là con bích này. Là chất bích này anh em nhìn này. Đây. Tất cả chất bích nó đều có trắng ở trên đấy. Đây. Đấy. Thì tiếp theo đến cái chất cơ nó vậy, khuyết ở dưới. Đấy, cơ là dưới. Nó sẽ lấy tất cả các loại chất cho anh em này, anh xem để so sánh nhá. Cơ này. Rô này, kép này. Đây, nhìn chất luôn này. Đây. Anh em nhìn thấy chưa? Cơ này, bích này, đấy, bích này, bích ở trên này, đấy, cơ ở dưới này, cái ô thứ hai, cái ô vuông đuôi thứ hai thì là trên thì là bích, kép, ở dưới thì là cơ, rô, đấy, rất đơn giản, là không có gì khó khăn, nhìn cái chất luôn. Đấy là bài tam giác. Và tiếp theo là cái bài caro. Đây, đây là cái bài caro. Anh em nhìn qua này. Đây, chẳng hạn như đây, anh em nhìn thấy cái gạch dài này không? Gạch dài ở đầu tiên này là con 1. Đấy. Tiếp theo là con 2, gạch ở trên này là con 2. Nó cứ như vậy thôi, con 3. Đấy. Con 4.